又怎么了？肉，你哭什么？Hello， 大家好，小小又来了，现场的各位来了，郭迪欧队。ngày hôm nay thì cô sẽ chỉ cho các bạn nhận biết các dấu hiệu mà người yêu các bạn hết yêu bạn rồi. Vậy thì các dấu hiệu đó là gì? Chúng mình hãy cùng theo dõi tình huống sau đây nhá. Và đây là Polotilo. Polotilo ui, một cái tình huống múa phải nói là quá ghê gớm. Bía nào là nhiều oán mấy oán à? Đâu em biết gì đâu. 你真烦。又怎么了？你哭什么？Còn nhớ là cô Tiếu đã nói gì với bạn trai của cô không nhỉ? Bây giờ thì cô sẽ cùng với các bạn nhắc lại nhá. Đầu tiên, Yêu zǎn me le? Yêu zǎn me le? Lại làm sao thế? Thứ hai, Nǐ kú shěn me? Nǐ kú shěn me? Khóc cái gì mà khóc? Ba, Bié nào le? Bié nào le? Đừng gây sự nữa. Bốn, Nǐ wán mấy wán? Nǐ wán mấy wán? Có thôi đi không? Năm, Nǐ zhěn fán? À, Nǐ zhěn fán? Phiền phức thật đấy. Vậy là thông qua video vừa rồi, các bạn đã nhận biết được những dấu hiệu thể hiện rằng người yêu các bạn đã hết yêu các bạn rồi. Thế thì chia tay đi chứ còn chần chờ gì nữa. À, nhưng mà các bạn làm gì có người yêu mà chia tay nhỉ? Thôi thì các bạn yêu cô Tiếu đi, hãy nhớ like và subscribe kênh cho cô nha, để theo dõi những video bổ ích hơn ở phía sau nha. Còn bây giờ thì, xin chào.